chuyện luôn nha. Tại vì đang bị stop ở giữa đường quá. Đi qua đây đúng không? Đúng rồi, mọi người. Đúng rồi, bạn 2 bạn. Rồi 2 bạn. Chăm thêm một. À, quay. Em quay cái nhanh đi. Rồi chăm xin thêm một kiểu nữa đi nè. Rồi 2 bạn. Rồi em vào cẳng luôn ạ. 2 bạn. Ok. Ok nãy lại rồi. Lên không vội nha, lấy giày bách thôi nha. Rồi phải chạy bước trên tới chiêu gì. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả của Beyond. Đối với Beyond là một nơi giống như là gia đình vậy đó. Để coi như là một hồ đó để giúp cho tất cả các anh chị em sẽ có gì nữa. Để gắn kết với lại những trải nghiệm hơn qua những phim nè, qua những game show, những phim thực tế đó. Cho nên mình thấy đây như là một gia đình nhỏ sau gia đình ở nhà mình vậy đó. Cho nên là cảm rất lớn dành cho Beyond. Và trong 4 năm hôm nay là sinh nhật của Beyond 4 tuổi thì em cảm thấy như thế nào về cái thông tin này? Vậy hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi của Beyond. Okay. Thì hôm nay là sinh nhật tròn 4 tuổi thì em cảm thấy là 4 tuổi là chưa đủ. Thì muốn Beyond thêm nhiều tuổi nữa. Ví dụ còn có 5 năm là 5 tuổi nè, 10 tuổi nè, 15 tuổi, 20 tuổi. Tới khi nào mà Vinh già luôn thì Beyond cũng cùng già với Vinh. Cho nên là như vậy đây là một cái đặc điểm mà Vinh muốn Beyond càng lớn mạnh hơn nữa. Yeah. Nội dung và chất lượng hình ảnh của Beyond đã tiếp cận khán giả như thế nào? Cái về cái vấn đề mà phát sóng sản xuất trên Beyond và để đóng gần với khán giả đã được khán giả công nhận như là trong vòng 4 năm qua. Thì Vinh thấy là càng ngày thì tất cả các nội dung của trên Beyond càng gọi là đổi mới hơn, gọi là luôn trẻ hơn và gọi là đến gọi là gần gũi với lại tất cả các khán giả hơn, từ già trẻ lớn bé gì cũng có thể xem tất cả các chương trình của Beyond rồi. Cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái điểm mà ở Beyond tôi rất là thích, khi mà tất cả khán giả đều có thể tận hưởng tất cả các show. Chúc mừng sinh nhật Beyond 4 tuổi, Beyond 4 năm độc điệu gì đó. Happy birthday Beyond 4 tuổi, Beyond 4 năm độc điệu. Happy birthday Beyond 4 tuổi, Beyond đồng điệu. Beyond 4 năm độc điệu. 4 năm độc điệu. Hai. Happy birthday Beyond 4 tuổi, Beyond 4 năm độc điệu. Yeah. Ok, cảm ơn quý vị. Xin tất cả xin gửi chào tất cả khán giả của HTV. Cảm xúc của Jin khi mà tham gia một cái chương trình mà quy tụ rất là nhiều những anh trai vừa tài năng, vừa đẹp trai, là duyên dáng nữa, thì mình cảm xúc mình cũng gọi là rất là phấn khích, rất là sao ta, cảm xúc nó đã trong người đó. Tại vì gần như là Việt Nam mình rất là ít những cái chương trình mà quy tụ một cái dàn sao nam mà đông đảo các bạn khán giả yêu mến như vậy, cho nên là mình cảm thấy là mình là một phần trong 30 anh trai thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Cho nên là Jin sẽ cố gắng hết mình để dành những tiết mục là xuất sắc dành cho tất cả các bạn khán giả. Một lý do để các bạn khán giả không bỏ lỡ Tranh Say Hi đó chính là đẹp, đã, trái. Vợ mình đã chuẩn bị cho một cái hành trang như thế nào để chiến với 30 anh trai trong chương trình này? Rồi thì vợ Jin cũng chuẩn bị đầu tiên là chuẩn bị tinh thần, là luôn động viên, luôn cổ vũ, hay là có những cái góp ý để giúp cho Jin sẽ có những cái thay đổi nhiều hơn ở trong cái ví dụ như là cái phong cách trình diễn của mình, cái cách hát của mình, hay là ngoại hình của mình. Và đặc biệt đây mọi người thấy những cái trên mặt của Jin hiện tại đi, đó thì là concept của vợ. Vậy là vợ Jin bắt Jin tống cái lỗ đó luôn đó hả? Đúng rồi. Ra thì cho nó đẹp đẹp thì Jin thích, nghĩa là mình có những cái mình rất là thích, nhưng mà trước giờ mình, cá nhân mình thì Jin lại không có dám thể hiện ra. Nhưng mà Buka là một cái nguồn động viên, nguồn động lực để giúp cho Jin dám làm những cái điều mà mình trước giờ mình thích mà mình chưa dám làm. Ok, cảm ơn Jin nhiều ạ. Wow.
rất là gọi là phải ráng hết sức mình để trong một cái thời gian ngắn để mình hoàn thành được một, đó là một khó khăn. Rồi cái thứ hai nữa là có những người mạnh về ví dụ mạnh về nhảy, có người mạnh về cá, phải làm sao phân chia đồng đều để tất cả các em trong tiết mục có đều mỗi người đều có những cái spotlight để cho tất cả các bạn khán giả có thể thấy được từng thành viên trong cái bài biểu diễn hết, chứ không có bỏ sót ai hết. Đó là những cái khó khăn mà khi anh em làm một cái bài mới. À, và đặc biệt nữa, cái khó cuối cùng đó chính là tất cả mọi thứ đều mới, là bài hát mới, vũ đạo mới, coi như là mình thời gian ít mà làm tất cả đều mới vậy, mà phải làm cho gọi là xuất sắc, chỉnh chu nhất để cho tất cả các bạn khán giả chịu được nữa, cho nên là khó. Nếu mà xét về những cái danh xưng là main vocal, main visual thì cái mình trong ban nhân dân sẽ là đóng vai trò gì? Chắc là thơm anh hả? Anh là men gì ta? Mày nhiều quá anh, tại em thấy nào cũng men được, men vocal, men dancer cũng được. Anh có men rapper luôn nha. Rồi, cho nên là mọi người hãy đón xem những tiết mục của Jin Tuấn Kiệt ở trong Anh Trai Say Hi để coi Jin có đúng là men như vậy không nha. Trong 29 anh trai còn lại, tôi không biết là cảm thấy ấn tượng với nhân vật ai nhất. Ai Jin cũng ấn tượng hết, nhưng mà đặc biệt nhất đó chính là anh Isaac. Tại vì mình cảm thấy đây là một cái người gọi là một người anh mà hay Jin trong chương trình hay chọc ảnh hoài là cái đa cái đề đó, là một cái người tiền bối lâu năm ở trong nghề rồi, thì ở này chắc có Jin học được khá là nhiều những cái tính để làm nghề, ví dụ như sự tỉ mỉ, chuyên cần, chăm chỉ, đúng giờ, rồi gọi là chỉnh chu, tất cả mọi thứ đều phải tốt nhất mà không một cái chi tiết nhỏ thôi cũng phải làm cho nó xuất sắc. Và Jin thấy là giống như anh có một cái tính là overthinking và OCD á, thì giống như mình ở gần anh riết á, mình cũng cảm thấy là mình cũng cần phải có những cái tính đó cho những cái sản phẩm của mình luôn, để khi mà ra mắt cho khán giả một cái khó tính như vậy đó, khi mà ra mắt cho khán giả thì tất cả khán giả sẽ thấy được cái sự gọi là tôn trọng và yêu thương khán giả khi mà làm ra một cái sản phẩm chỉnh chu và xuất sắc như vậy. Trong chương trình có nhiều anh trai đẹp trai như vậy thì Jin Tuấn Kiệt tự xếp cho mình là đứng top mấy trong vòng 30 anh trai? Giám sếp. Bây giờ mọi người muốn Jin trả lời cách tự tin hay là tự ti? Tự tin. Tự tin dĩ nhiên là cấp 1 rồi. Còn tự ti thì chắc cũng cho gọi là trên 9 dưới 10 đi, ở cỡ đó đi. Khúc giữa anh. Giữa đi, đó. Tự ti đó, tự ti thì tự tin thì mình phải cấp 1, đúng không? Chị ai đẹp trai nhất ạ? Hả? Ai đẹp nếu trai? Mà bỏ anh ra. Bỏ anh ra hả? Bỏ anh ra nhiều người đẹp trai nha. Anh Isaac nè. Anh Tú Aetos nè, Song Luân nè, đó là toàn là những người visual đỉnh. Còn Hiếu thứ hai nữa đó, Lê Gip cũng dễ thương, ở những anh em rất là đẹp trai. Trong dàn anh trai thì anh là có trường hợp hơi đặc biệt xíu là đã có vợ rồi, cái việc đó với anh đó sẽ là thuận lợi hay khó khăn khi anh là kinh doanh? Anh nghĩ chị có vợ đó là thuận lợi, với đó đã được chia sẻ mọi người rồi, những concept mà Jin đang diễn trên người là ý tưởng của Bun, cho nên là tôi nghĩ là khi mà mình có thêm một cái người gọi là đồng hành của mình sát sao vậy ngoài ekip thì vợ sẽ là một người gần gũi với mình nhất, cho nên là đó là một cái mà Jin cảm thấy cái gọi là sao ta, cái sức mạnh ẩn để giúp cho Jin có thể mà đạt được những cái điều mình mong muốn. Sau khi mình có vợ là mình sẽ bung hơn lúc trước nữa đúng không anh? Dĩ nhiên em, vô rồi bắt đầu vô rồi mình bung, là ngày xưa là mình cũng giữ trẻ chút xíu để cho gọi là người ta thấy mình không tới nổi, người ta chịu lấy mình chứ. Bây giờ mình lấy rồi mình bung với em.